ngoài heo khô đó em. Hello mọi người, tôi là Vinh và bây giờ là 11 giờ ngày 6 tháng 8. Thì mình có sẽ làm một cái video để mình đính chính cho mọi người cái chương trình khuyến mại của Sun Eco. Như ngày hôm qua và hôm kia thì mình có làm một cái video để nói cho mọi người rằng là Sun Eco đang có một chương trình khuyến mại giảm giá đến 15%. Thì thật sự họ vẫn đang giảm giá đến 15%. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là cái giá ghi trên cái tờ brochure là nó chưa bao gồm thuế. Thì đó là vấn đề. Tại vì ở Việt Nam mình thì bản thân mình khi mình đi mua hàng hay mình đi ăn uống gì cũng vậy, đi trên cái menu mình ghi cái giá đó xong họ tính tiền tính luôn thuế thì mình rất là khó chịu ha. Thì hôm nay thì mình sẽ đính chính là mọi người cái việc này. Thì tại sao thì lại có cái sự việc này thì mình sẽ giải thích rõ cho mọi người luôn. Tại vì ở cái anh giám đốc của Elco đó, ảnh là người Mỹ. Và ở bên Mỹ thì 100% hàng hóa người ta bán ra là đều đánh thuế hết. Tại vì thuế là đánh cho doanh nghiệp và cả cá nhân luôn. Nên việc là đi mua hàng là có thuế là cái chuyện tất nhiên, không cần phải băn tâm mà bàn cãi. Ở Việt Nam mình thì nó hơi khác một chút xíu. Tại vì đa số doanh nghiệp bán hàng là người ta sẽ không có thuế. Ở Hít là một mình store là một bán thì có thuế. Nên là mình bán ở đây, hàng mình nhập vào là có thuế. Và mình bán ra thì phải có thuế. Mọi người có lấy thuế hay không thấy thuế thì mình cũng phải bán thuế y như bên Mỹ vậy đó. Nên là cái giá này là giá chưa gồm VAT. Những khách hàng nào đã mua cái chương trình với giá cũ thì ok, đó là mình vẫn giữ như vậy. Nhưng những cái khách hàng mới mua hàng thì mọi người lưu ý là giá trên đây chưa gồm thuế. Ở trên tờ này thì cũng có ghi rõ rồi, nhưng mà bữa trước thì mình không có để ý kỹ cái chuyện này. Mình thấy giá giảm nhiều quá, mình vui quá, mình mừng quá, mình giới thiệu cho mọi người ngay lập tức. Nhưng mà mình lại quên đó là cái này là có ghi dưới đây là giá chưa gồm VAT. Thì đây mình nói để mình đính chính là cái thói quen mua hàng cũng như cái văn hóa mua hàng ở Việt Nam mình nó sẽ khác bên Mỹ một chút xíu. Thì mọi người sẽ thông cảm vấn đề này. Nên là khi đến mua ở cửa hàng, nếu mọi người thấy 470.000 sao tính tiền ra thêm 47.000 nữa thì ok, đó là tiền thuế VAT. Video này mình chỉ tập trung cái chuyện này thôi thì mọi người thông cảm. Thì mình sẽ giới thiệu mọi người lại một lần nữa ha. Xin chào anh Khánh Du. Đây là cái chương trình khuyến mại của Sơn Elco. Đây là Sơn dòng Sơn Lao cao cấp. Giống như mọi người xem những cái video của những cái DIY nổi tiếng trên thế giới, khi người ta làm thì người ta chỉ cần lao ở trên bề mặt gỗ. Chẳng như cái bàn này của mình sơn 100% là sơn của Sơn Elco, Sơn Lao. Thì không có dùng sơn PU hay là những cái dạng loại những cái sơn khác. Thì cái sơn của mình rất là đơn giản, mình chỉ cần lao lên là xong. Nó rất là an toàn, rất là dễ sử dụng. Và cái sơn của hãng Elco này thì nó đạt chứng nhận về an toàn cho thực phẩm, cho trẻ em, chứng nhận xuất khẩu, và những chứng nhận đó là được cái cơ quan của Canada cấp. Nên là mọi người yên tâm, cái chứng nhận đó có thể sử dụng trên toàn thế giới được. Thì đa số những cái khách hàng của hãng sơn Elco này đó là những công ty của Nhật và Đức, những cái công ty sản xuất đồ nội thất đó, người ta sản xuất Nhật, Đức, Canada, người ta sẽ sử dụng cái sơn này để người ta làm cho sản phẩm của họ. Ở Việt Nam thì cũng rất là nhiều cái xưởng đang bắt đầu tập sử dụng cái sơn này, vì lý do là sơn PU nó hơi bị độc hại. Tuy nhiên nó cũng có một cái chỗ đứng nhất định trên thị trường, đặc biệt là trong những lĩnh vực gỗ công nghiệp. Gỗ công nghiệp thì chúng ta sẽ không có lao được trừ khi nó phủ veneer. Phủ veneer thì chúng ta có thể lao được, nhưng mà nếu mà gỗ MDF, MFC không phủ hoặc là melanin này nọ thì đương nhiên melanin thì nó xong cũng phải sơn rồi. Nhưng mà những cái dòng khác thì vẫn phải sử dụng sơn PU, sơn dòng PU hoặc là NC thì nó mới có thể đảm bảo được cái bề mặt sơn. Còn cái sơn này chỉ dùng cho gỗ thịt, gỗ tươi thôi. Nói chung là gỗ có vân gỗ chứ không phải gỗ ép ha. Nên là chúng ta khi sử dụng thì chúng ta lưu ý. Và sản phẩm này rất là phù hợp cho những ai đang tập tành làm mộc là hoặc là làm ở gia đình. Thì khi mà mình làm ở gia đình thì mình không thể nào vác cái máy hơi về mình sơn được, hoặc là sơn PU và NC nó rất là hôi và nó hơi độc hại ha. Thật sự là độc hại lắm á. Cái xăng thơm đó, gốc xăng thơm đó thì nó sẽ có dẫn đến cái nguy cơ rủi ro là bị ung thư, đặc biệt là ung thư vòng họng và ung thư đường hô hấp đó. Thì cái đó là rất là nguy hiểm.
Thì cái đó thì mọi người cứ lên mạng chúng ta xem những cái thông tin, thì ở có những thông tin đó rồi. Ở đây mình nói không phải là mình hù dọa mà thật sự nó có những thông tin như vậy. Và bản thân mình hồi xưa mình đi học thì mình cũng được học những thông tin như vậy. Bây giờ mình chia sẻ lại. Khi mình thực tập ở bệnh viện ung bú thì 30% những cái ca ung thư vòng hầu liên quan đến những ông thợ mộc, tức là vừa hít bụi mà vừa hít sơn mà hút thuốc nữa, thì rất là nguy hiểm. Nên là chúng ta lưu ý cái vấn đề đó. Thì mình xin tính chính và gửi lời xin lỗi với tất cả mọi người. Đó là cái thông tin mình đưa ra nó chưa thật sự là đầy đủ để mọi người sẽ hơi bị hiểu lầm. Sao giá nó giảm nhiều quá, 470 ngàn, ngon quá. Nhưng mà thật sự nếu mà cộng thêm thuế VAT nữa thì giá khoảng 510 mấy ngàn. Tại vì nếu mà bán không có V á, nếu mình bán giữ cái giá này coi như là mình lỗ 10%, lỡ 500 là bán lỗ luôn á. Và thật, nếu mình giữ luôn mức giá này bán là chiết khấu tới, tức là cái chương trình này giảm giá tới 25% lận chứ không phải là 15%. Đó là mức giảm không thể được rồi. Tại vì mấy cái sản phẩm này là lợi nhuận rất là thấp. Ok, thì nếu mọi người muốn mua những cái sản phẩm của Sơn Elco cứ đến store Làm Mộc, địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, Hồ Chí Minh. Hiện tại thì khách Làm Mộc đang stock khoảng hơn 400 lít sơn. Mọi người gần như hầu hết tất cả các màu, các size thì mọi người có thể mua, những size nhỏ còn những cái size lớn, những thùng 20 lít thì đó thì chúng ta phải đặt, tại vì nó không có dễ dàng cho việc vận chuyển. Định chuẩn yếu là những ai đang chuẩn bị sử dụng nhiều thì người ta mới mua cái sản phẩm như vậy. Ok, đây là cái chương trình của chúng ta, mở cái chương trình lên đó. Thì mọi người thấy chương trình khá là hấp dẫn, 15% vào tháng 8 thì ở đây thì chúng ta có là ví dụ như cái bộ combo trong nhà giá là 340 ngàn, cộng thuế nó thì khoảng 374 ngàn. Còn nếu mà mọi người muốn đây, cái dòng này là dòng cái sau lưng mình nè, đó phía bên này, phía bên này đó, đó là cái dòng ngoài trời 470 ngàn, cộng thuế nó khoảng 517 ngàn, đúng không? Cái dòng đó là có màu chứ, đó là dòng màu. Một hũ màu bình thường mình đang bán ra hơn 700 ngàn, hơn 400 ngàn rồi. Cộng thêm một cái hũ lót, hũ phủ nữa thì hơn 600 ngàn. Thì khi mình mua còn 500 mấy thì mình nghĩ đó là một bước tiết kiệm rất là tốt, rất là tốt luôn. Ở trên thị trường cũng có khá là nhiều hãng sản xuất sơn giống như thế này, nhưng mình đảm bảo với mọi người chất lượng của Sơn Eco rất là tuyệt và giá là rẻ nhất hiện tại mà chúng ta có thể mua. Còn một số dòng sơn trôi nổi không có thương hiệu thì mình không bàn đến, mình chỉ nói đến những dòng có thương hiệu thôi. Những thương hiệu từ Đức hay Thái Lan thì những cái dòng đó thì giá nó vẫn hơi cao hơn sản Sơn Eco một chút, tại vì Eco có nhà máy sản xuất tại Việt Nam, có nguồn nguyên liệu tại Việt Nam nên là họ đã giảm giá thành rất là ok rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái video này. Nếu khi mọi người mua hàng đến thì có tính thêm tiền 10% thì vui lòng. Cũng đừng có bất ngờ lắm, tại vì mình đã nói rõ trong cái video này rồi và mình cũng gửi lời xin lỗi. Hãng cũng xin lỗi luôn, tại vì mình đã gọi điện với anh Matt là giám đốc của công ty vào sáng nay và anh cũng sorry mình, tức là anh không có biết là cái văn hóa Việt Nam mình bán hàng là giống như vậy. Văn hóa Việt Nam mình là bán hàng là hay không có thuế, ở bên Mỹ đặc biệt là mặc định là mày phải đóng thuế rồi, nên cái chuyện cái giá trên đó là phải có thuế, tức là cái giá trên đó là chưa thuế và mày mua hàng là mày phải đóng thuế, khi mà tính tiền là phải 10%, luôn luôn là như vậy, nên là không cần phải quan tâm. Còn ở Việt Nam là có thuế hoặc không thuế phải ghi rõ ràng. Ok, cảm ơn mọi người đã xem cái video này. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.